Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Sau siêu đám cưới được tổ chức rất thành công vào ngày 9 tháng 11, hiện Đông Nhi và ông Cao Thắng đã đáp chuyến bay quay trở về thành phố Hồ Chí Minh. Chiều nay 12/11, Đông Nhi và ông Cao Thắng đã chính thức đáp chuyến bay xuống Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh sau khi tổ chức rất thành công hôn lễ thế kỷ được diễn ra vào ngày 9 tháng 11 vừa qua. Người hâm mộ đang rất nóng lòng mong đợi sự xuất hiện của cả hai. Giờ đây họ đã trở thành một trong những cặp vợ chồng đáng ngưỡng mộ nhất của showbiz Việt sau khi cùng nhau trải qua 10 năm gắn bó và nhận về một cái kết không thể viên mãn hơn. Hình ảnh cô dâu Đông Nhi sánh đôi cùng chú rể ông Cao Thắng, trao cho nhau chiếc nhẫn cưới và những hẹn ước ngôn tình trên biển đảo Phú Quốc đến tận giây phút này vẫn còn mãi lâng lâng trong lòng biết bao người. Vừa đáp xuống sân bay, Đông Nhi và ông Cao Thắng đã rất rạng rỡ, liên tục vây tay chào fan sau khi tổ chức thành công hôn lễ thế kỷ vào ngày 9 tháng 11 vừa qua. Cả hai diện đồ đôi màu xanh, không giấu được niềm hạnh phúc trên đôi môi. Cặp vợ chồng son tình tứ khoe chiếc nhẫn cưới trước rất đông người hâm mộ. Tay trong tay quấn quýt chẳng rời. Thân lang tân nương trong câu chuyện cổ tích ngoài đời thực. Cô dâu mới Đông Nhi khoe vai trần gợi cảm. Ông Cao Thắng giúp vợ xếp đồ lên xe để trở về. Cả hai đã có những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời tại siêu đám cưới của chính mình. Những hình ảnh đáng nhớ trong hôn lễ thế kỷ vừa qua của cặp đôi Đông Nhi và ông Cao Thắng. Giờ đây, Đông Nhi và ông Cao Thắng đã chính thức về chung một nhà, nên duyên vợ chồng sau 10 năm yêu đương và gắn bó. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.